Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của Phạm Lợi. Đây là vị trí đối diện bến xe kìa, quận Hà Đông, Hà Nội, cửa hàng bên em chuyên mua bán ô tô cũ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng ở toàn quốc. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, trao đổi xe, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Và quý vị các bạn lần đầu tiên xem video, cho em Lợi xin một lần đăng ký kênh và một lần chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em được mới về. Và đây, bên nhà em rất là nhiều dòng bán tải, chuyên về xe bán tải. Và quý anh chị nào mà thực sự muốn dùng đến dòng xe pick up thì trải nghiệm bên em rất là nhiều sự lựa chọn. Và sau đây em xin giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, hôm nay mùng 1 đầu tháng em quay một chiếc xe cho quý anh chị đang quan tâm. Một chiếc xe màu vàng cho nó nhiều lộc. Vâng, quý anh chị nào đang xem video của em Lợi xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày mới và một tháng mới. Mùng 1 đầu tháng, tháng 8 âm lịch. Chúc toàn thể quý anh chị một sức khỏe mới, một tháng mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Và em Lợi xin quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger. Sản xuất năm 2007. Số sàn 2 cầu, máy dầu, bản XL. Và chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe màu vàng. Xe này thì nguyên bản là không có màu vàng. Và bác chủ trước đã cho em nó sang một cái màu vàng rất là đẹp đây. Về tình trạng chiếc xe này thì bên em cũng đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị một chiếc xe khá là đẹp, không máy móc ổn định và an ninh pháp lý đầy đủ, thân vỏ cũng khá là mỏng. Toàn bộ chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 210 triệu, với cái tầm tiền hơn 200 triệu một chút, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2007. Máy dầu số sàn để mình phục vụ công việc của mình, giá hợp lý. Tại thời điểm này thì 207 máy dầu đi khá là tiết kiệm, với tầm tiền hơn 200 triệu một chút. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lần đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Vâng, và đây là toàn bộ cái phần gầm của chiếc xe. Về phần gầm của chiếc xe em quay cho quý anh chị xem đây. Toàn bộ phần gầm của chiếc xe rất là khô ráo và không có dấu hiệu bị cắt nối giữa các sắt xi và chảy dầu ở phần gầm. Rồi tuy em đi thử thì cũng khá là chắc chắn, không có tiếng kêu lọc cọc gì. Vâng, đây là cái phần lốp của chiếc xe. Lốp thì khá là dày đây. Bác chủ trước cũng mới thay một dàn lốp. Và toàn bộ các cái thanh sắt xi đây không có dấu hiệu bị han gì, cắt nối gì. Vâng, đây là phần đầu của chiếc xe, toàn bộ đèn pha là nguyên zin, mặt ca lăng đây. Đấy. Và các cái phần máy của chiếc xe, em quay phần gầm đây. Nó với tầm tiền hơn 200 một chút thì nó cũng rất chi là xứng đáng. Một chiếc máy dầu, máy móc chạy khá là ổn định. Vâng, và sau đây em hướng máy quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Về toàn bộ phần nội thất bên trong là ghế nỉ nguyên bản theo xe. Đây là ghế nỉ của chiếc xe, cũng khá là đẹp và mới đây. Đấy, không có dấu hiệu bị rách. Và toàn bộ bóng khí là nguyên zin, táp ly bóng khí khá là mới. Đường gân của bóng khí này, nguyên bản hết từ đầu. Xe sử dụng động cơ 2.2, máy dầu số sàn 2 cầu. Đây là cần số của chiếc xe. Sử dụng động cơ, máy dầu và hộp số là 5 cấp. Đây là cài cầu cơ của chiếc xe. Hai cầu. Tất cả điều hòa âm thanh bên em đã test và hoạt động rất chi là tốt. Với cái xe đời 2007 này mà chất vô lăng này khá là đẹp đấy ạ. Không có dấu hiệu bị mòn và khô lăng, vô lăng còn nguyên zin. Tất cả các phần kính phía đầu của chiếc xe được dán kính 3M và không bị dạn nứt gì này. Tất là một chiếc xe
hơn 200, khá là đẹp và hoàn hảo đây, với tầm tiền phân khúc bình dân đây ạ. Vâng, toàn bộ trần lý nguyên bản theo xe. À, đây là cái hàng ghế phía sau của chiếc xe. Các bác nhìn sơ qua hình ảnh và video em quay đây, hàng ghế cực kỳ nguyên bản lý từ đầu, không có dấu hiệu bị chảy rách. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, nhớ liên hệ ủng hộ em Lợi. Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe, ưu tiên các dòng xe bán tải máy dầu và yêu cầu là xe đẹp. Toàn bộ các cây cột ốc là nguyên zin đây. Đấy. Bậc lên xuống thì nó chỉ mòn theo thời gian một chút thôi, sức trời sức một chút. Và toàn bộ với một chiếc xe thì vô lăng bàn đạp này, và toàn bộ là không có dấu hiệu bị thay thế và nguyên zin hết từ đầu. Vâng, và đây là em quay cái phần máy của quý vị các bạn xem. Toàn bộ phần máy thì đây, với đời 2007, máy dầu đi khá là tiết kiệm và toàn bộ phần máy ốc rất chi là sáng và đẹp đây. Đấy. Vâng, và đây là tiếng động cơ. Em quay tiếng động cơ đang hoạt động, quý anh chị xem đây. Quý anh chị nào mua về cho công nhân hoặc là mua về chạy một công trường nào đấy thì nó khá là hợp lý đây. Còn bộ xe máy thì nó rất là ổn định. Với một chiếc xe hơn 200 triệu, 210 triệu, đời 2007, máy dầu đi khá là tiết kiệm. Vâng, vừa rồi em vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger sản xuất 2007, số sàn 2 cầu, máy dầu. Quý anh chị nào mua về đi cho công nhân đi hoặc phục vụ công việc của mình thì khá là hợp lý với túi tiền. Và quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc mời các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe ở quận Hà Đông, Hà Nội để được trải nghiệm và chạy thử chiếc xe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.